đã tìm thấy chiếc kính của tiến sĩ Bùi Quang Tiến hé lộ nhiều câu chuyện đằng sau. Ngày 27 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thanh Bích, sinh năm 1975, vợ tiến sĩ Bùi Quang Tiến, cùng luật sư đại diện gia đình về cái chết của tiến sĩ Tiến ở chung cư New Sài Gòn, Hoàng Anh Gia Lai 3, ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 4. Buổi làm việc có luật sư Nguyễn Văn Quỳnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là người đại diện cho gia đình tiến sĩ Bùi Quang Tiến. Tại buổi làm việc, phía công an cho hay đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc và mong muốn gia đình của tiến sĩ Bùi Quang Tiến bình tĩnh chờ đợi kết quả của công an điều tra. Trong buổi làm việc, phía công an đã hỏi nhiều thông tin và yêu cầu gia đình cung cấp thêm một số thông tin liên quan tới vụ việc. Bên cạnh đó, công an đã trưng ra một số hình ảnh yêu cầu gia đình tiến sĩ Tiến nhận diện, đặc biệt trong đó có mắt kính của tiến sĩ Tiến. Phía gia đình được phía công an cho hay, mắt kính của tiến sĩ Tiến được tìm ở trong phòng của ông Trần Việt Dũng, viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phía công an đưa ra thông tin mắt kính của tiến sĩ Tiến được tìm và thu giữ trong phòng của ông Dũng, gia đình cùng luật sư có thắc mắc vì sao tiến sĩ Tiến bị cận nặng mà khi phát hiện tử vong lại không đeo kính. Phía công an cho biết rằng vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Do tính chất vụ việc nên nếu cần thiết thì phía công an sẽ tiến hành gia hạn để điều tra. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12:30 ngày 5 tháng 4, ông Trần Việt Dũng, sinh năm 1988, viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng, có mời 8 đồng nghiệp khác là các cán bộ công tác tại các trường Đại học Ngân hàng đến ăn trưa ở căn hộ D14.11 tầng 14, chung cư New Sài Gòn Hoàng Anh Gia Lai 3 ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số những người này có ông Bùi Quang Tiến và ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1979, phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, đang sinh sống ở một căn hộ trong chung cư này. Trong lúc ăn uống, mọi người trò chuyện trao đổi một số chuyện liên quan tới vấn đề công việc và uống hết 3 chai rượu ngoại, 12 chai bia. Đến 15:30 ngày 5 tháng 4, cuộc ăn uống kết thúc, 6 người ra về và được ông Dũng đưa xuống dưới. Ông Dũng trở lại căn hộ để rửa, lau dọn đồ đạc. Trong khi đó, ông Trung và ông Tín ngồi nghỉ và nói chuyện với nhau. Đến 17:00 ngày 5 tháng 4, ông Dũng có hẹn với bạn nên nói với ông Trung và ông Tín ở lại căn hộ. Tại căn hộ, ông Trung và ông Tín tiếp tục nói chuyện được một lúc. Về phần ông Dũng, đi khỏi căn hộ một lúc thì ông Dũng cũng nhận được cuộc điện thoại của ông Trung nên quay lại căn hộ. Ông Dũng về tới chung cư thì phát hiện bảo vệ cùng công an đang phong tỏa khu vực giếng trời để khám nghiệm cái chết của ông Tín. Ông Dũng có lên căn hộ gặp ông Trung. Ông Trung cho biết là trong lúc nằm nghỉ thì ông Tín đứng lên nói muốn về nhà, nhưng ông khuyên ở lại. Nếu có về thì gọi cho người thân ông Tín tới đưa về. Sau đó, ông Tín mở cửa căn hộ ra hành lang để dép trước cửa phòng. Hai chiếc điện thoại di động trong phòng. Ông Tín nói với ông Trung rằng tự về, nên ông Trung vào căn hộ nằm nghỉ. Khi vào tới phòng, ông Trung nghe tiếng động mạnh ở ngoài và ra khu vực giếng trời kiểm tra. Ông Trung cho hay do đã uống nhiều rượu, mắt cận nên không thể thấy phía dưới. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên ông Trung đã điện thoại cho ông Dũng quay trở lại căn nhà. Sau vụ việc, công an huyện Nhà Bè đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định vị trí ông Tín nằm chết là tầng trệt lốc D, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3. Trên tầng 14 lốc D chung cư, tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng của ông Dũng có dấu vết sạch bụi. Ngoài ra, không phát hiện thêm dấu vết khác. Kiểm tra, rà soát camera tại khu vực hành lang lốc D2 của chung cư, bước đầu lực lượng chức năng xác định bên trong căn hộ D14.11 và khu vực hành lang các cầu thang không gắn camera giám sát. Công an thu 2 chai rượu, vỏ bia đã qua sử dụng, 2 chiếc điện thoại di động, 1 cái ghế bằng gỗ màu trắng, phần tựa lưng phía sau bị gãy. Kiểm tra tử thi, công an xác định ông Tín tử vong do bị chấn thương va đập mạnh và ngã từ trên cao xuống. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để nhận được những thông tin mới nhất về vụ việc này các bạn nhé.